Chào các bạn. Mình muốn đây. Và bây giờ đây đang là nhớ ở nhà. Bây giờ là 11 giờ tối thứ hai. Thực ra mình đang học trong môn toán. Mình đang học trong nỗ lực tuyệt vọng và hy vọng đây là lần cuối cùng trong đời mình phải học nó. Mình sẽ... Tại vì mỗi khi mình toàn nói làm nhảm nên là chắc bây giờ cũng... Các bạn đấy, mọi người giờ nhà nói chuyện là mặt mình đang béo ra thế nào đúng rồi. Đừng có ai thắc mắc như đây. Nhưng mà dù là mình có tăng thêm mấy cân nữa thì thực ra so với nhiều người ở bên này, nghĩa so với phần đông những người cao to phạm vỡ khác ở đây thì mình vẫn bị nhỏ con và mình bị lùn, nhưng vẫn có nhiều người thấp hơn mình. Ở DCB thì vẫn có nhiều người, kể cả người châu Á hay là người không phải châu Á, bởi vì ở đây có rất nhiều người rất là đa chủng tộc nên là chỉ có là châu Á hoặc không phải châu Á, mình chỉ phân biệt thế thôi. Mà có khi đầu đen mà trông giống châu Á cũng không phải. Không, đầu đen trông giống châu Á phải châu Á rồi. Đấy, nói chung là như thế. Thế rồi ngoài ra thì đấy, có rất nhiều đấy, rất nhiều người thấp hơn mình. Nên là gặp những người đấy thì mình cũng tự tin hơn. Ý là mình có dù trông cái này nhưng mà vẫn cao hơn khối người. Và trong cái trẻ con múc nghiếp một tí thì cũng được, không sao. Tại vì ở đây cũng chả có ai chả có ai để làm dáng cả, để mất công làm dáng cả, nên múc nghiếp không biết who cares. Bởi vì ở bên này là nó rất tự do nên là mày có mặc gì ra đường, hay là trông cao gọi là cao thấp béo gầy trắng đen vàng vọt, hay là có mụn không có mụn, whatever, thì nó cũng không quan tâm. Miễn là khi mà đương nhiên là vào cửa hàng có tiền trả. Miễn là nói chung là mình sống tốt, sống và làm việc theo pháp luật. Hòa đồng với mọi người, be nice. Nice. Thế thôi. Nhưng always, nói chung là có vẻ thiền có phong cách thân thiện. Thế là được rồi. Nên người ta sẽ thân thiện với mình, người ta cũng... Mình không biết là có nhiều người kỳ thị châu Á không, mãi ra mình chưa gặp ai như thế cả. Và hai tuần nữa thì mình lại có cái midterm. Không, thực ra hình như chỉ một tuần nữa, tuần này, tuần sau nữa. Nói chung là sẽ sắp thi rồi. Mà sắp thi cứ học được một tí rồi thi, xong rồi thi học máu à, rồi sắp thi sẽ sau hết một kỳ. Hết một kỳ nghĩa là sẽ hết 3 tháng. Mình ở đây 3 tháng. Mình thấy mình cũng không bị thực ra thì sốc văn hóa không nhưng mà có phần thỉnh thoảng cảm thấy hơi bị rụt rè hơn so với bình thường, hoặc là vì bản chất rụt rè, hoặc là vì chơi AC nhiều quá nên là quen kiểu như ở nhà. Nên là dù thế hơn chẳng qua là bởi vì khi mà mình nói nhiều lúc người ta sẽ không hiểu ý của mình ý, cái ý đen ý. Nhưng ở nhà thì tiếng Việt mà nên là rất dễ, tiếng Anh thì kiểu be funny nhưng mà không có ai cười chẳng hạn, thì kiểu thực ra chưa bao giờ bị gặp tình cảnh đấy, nhưng mà có nghĩ đến rồi, có cảm thấy thế rồi. Hình như là cái ghế kia còn kẹt nhiều quá. Thế thôi, tại đang chán. Học xong micro xong rồi chẳng biết gì làm cả, sắp đi ngủ. Đang cố trốn học toán, ngày mai học toán. Ông thầy toán hói đầu. Không hói đâu, ông có một tí tóc ở đây này. Xong rồi đang học lại vẽ đồ thị. Mình đang kiểu mình muốn đập mặt luôn ý. Trời ơi, vẽ đồ thị học số muốn khóc luôn. Nhưng mà không biết sao được. Học cái này xong rồi lên năm sau còn phải học. Học cả sắp xuất học sư luôn.
Mình cũng sẽ còn cái gì để kể. Là chủ nhà mình thì như nói chung là nghĩa là ước gì mình biết một tí tiếng Ý hay là người Ý lúc nào thì như kiểu bài kiểu thỉnh thoảng thì như cãi nhau hay gì ấy không biết gào thét lên vào mặt nhau kiểu like this nói vào mặt nhau xong rồi bài con lùn hơn cả mình lên cả mình ấy chưa nghĩa không phải đâu không phải là ở đây là to lớn đâu mặc dù là hầu hết mình nghĩ là người Canada bản địa thì con lớn nhưng mà mình có thể phân biệt được có thể bằng giọng. Ví dụ là thầy quy cô sinh kinh của mình Canada bầu vợ bây giờ có bạn gái có ship kiểu about yep. À nói về tiếng Anh ở đây các thứ tiếng tức là nghĩa là mỗi vì nó quá là đa dạng về chủng tộc nên là cái tiếng Anh nó cũng không có cái gì gọi là chính thống cả. Mặc dù ví dụ nếu mà có so sánh tiếng Anh tiếng Anh Mỹ thì ví dụ bathroom và toilet thì ở đây nó sẽ dùng là washroom maybe thế thôi, nghĩa là có một số từ nó khác. Hay là hôm nay mình nghe được cái từ gì nhỉ, prosecutor ở Mỹ thì nó là một từ gì đấy ở đây nhưng không biết là từ gì chung không nhớ. Thế thôi, còn tiếng Anh thì accent mình muốn nói giọng gì nói mới là nó hiểu mình, vì thế nên các bạn đừng nghĩ là kiểu mọi người nhà hay nghĩ là đi du học thì nghĩa là luyện tiếng Anh nên là tiếng Anh rất là tốt lắm. Thực ra không phải, thực ra thảm họa ở đây là tiếng Anh đã học 20 năm rồi nghĩa có thế nào thì nó đã thế mất rồi, nghĩa khó mà có thể thay đổi, không phải là không thể nhưng mà rất khó để thay đổi được, bởi vì giống như tiếng Việt ấy trời ơi, mình đã giọng mình rất annoying và mình đã nói giọng annoying để suốt 20 năm rồi nó không thể thay đổi được. Thế nên là tiếng Anh cũng thế thôi. Nên là nếu mà ai nghĩ là đi du học để cải thiện tiếng Anh thì trừ phi là không biết tí gì ông sang đây học và học đúng giáo viên thì chắc là sẽ được. Còn không thì tại vì có ra ngoài mà mình còn nói accent mà bị kiểu châu Á hay châu Âu, châu Phi. Nhiều bọn Ấn Độ với cả bọn châu Phi trời ơi nói không nghe, bọn chừng chỉ bằng Nga nói không nghe. Kiểu nói âm, những cái âm của nó vẫn còn chán, nói chung là chán hơn cả người Việt Nam. Người Việt Nam nói tiếng Anh vẫn còn hay. Thế là nên là cũng chả ai sửa với bạn đâu, kiểu không ai sửa. Là mọi người biết là nó hiểu mình, biết là mình express được cái, miễn là mình thể hiện được ý tưởng của mình thế là được rồi, là chẳng có ai sửa, chẳng ai làm gì. Chả ai bảo là mày nói tiếng Anh chán thì tao không chơi với mày đâu. Đấy. Hay có nhá. Thế xong rồi nghĩa là tiếng Anh vì mẹ mình cứ bảo là đấy giống như rất nhiều người đang phải cố học tiếng Anh, cố cao lên, cố học tiếng Anh giỏi lên, cố gì nữa, học giỏi lên để đá xứng đáng tiền này, cố học các thứ tốt của họ này. Thực ra mình cũng thấy khá nhiều thứ tốt nhưng cố gắng nhá, ở lâu thì chắc là cố gắng học mà, nhưng mà cố cao lên rồi cố học tiếng Anh rồi lên hai cái này thôi không biết được. Ngoài ra thì hình như là mình cứ ngọ nguậy thì nó sẽ không được ngọ nguậy nữa, không phải cái video này toàn đây là phòng của mình. À thôi được, hôm nay chưa dọn phòng, không được cho xem. Thôi để hôm nào dọn phòng. Thế thôi, nếu không cầm chết rồi nó lại đổ. Mình cũng đi thăm thú được nhiều nơi, giống như là kiểu mọi người thấy video post lên toàn cái linh tinh xong không biết làm gì cả nữa. Thăm thú được mấy cái và giọng rất là nơi anh cũng có nhiều chỗ khác nhưng mà mình sẽ kể với mọi người là kiểu nếu mà muốn nói chi tiết thật chi tiết thì sẽ rất nhiều thời gian, bây giờ 9 phút rưỡi rồi kiểu sâu lòng sợ, thế nên là đằng sau kia tủ quần áo hình như ở đây thấy nhìn thấy một tí của cái giường rất bừa bộn này. Thôi bye bye nhá, đi học tiếp nếu không thì ngày mai đi lớp lại nghe sớm rồi.